chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Cột quá, và hôm nay anh em mình lại có một cuộc thi cực kỳ là vui mọi người ạ. Đấy, sẽ không thi theo kiểu như mấy hôm trước mà ai là người đẹp nhất, nhưng mà bây giờ sẽ tuyển chọn ra ai là người xấu nhất. Đấy, với bộ đồ nghề của vợ mình ở trên tay này, anh em mình sẽ hôm nay sẽ tự học trang điểm nhé mọi người nhá. Đấy, không dùng chuyên viên trang điểm là vợ mình nữa mà sẽ khám phá cái đồ trang điểm. Đấy, ấy cây đồ này. Đấy, đây ngồi trong bên này. Gì đây? À đây đây ngồi trong bên này. À đây. Đấy. Đấy. Đây là Mao Đệ đang đi tìm kiếm cái gương mặt xuất sắc. Và đã tìm kiếm được cái gì chưa? Mày trang điểm cho quả này nhé. Đâu đâu? Đặt câu cho đấy. Trang điểm giống khu thắp. Mao đây thị nở thì mắt hồng, môi trái tim. Môi trái tim mới cả mắt tím. Mắt tím gì vậy? Mới cả đánh phấn trắng. À màu trắng. Ok, Mao Đệ đã chọn lựa được cái nhân vật mình sẽ hóa trang. Còn thế Trạng nghĩ ra nhân vật gì chưa? Em hóa trang thành cô bé Nhật Bản đáng yêu. kiểu ơi, hóa trang thành như kiểu cương thi ấy. Cương thi chả xấu à? Đúng rồi. Đặt cho săn làm cương thi. Là thằng nào làm cương thi nhỉ? Làm gì? Ừ đấy. Muốn ngược tóc trắng. Đấy. Nhưng mà đầu tiên phải dùng cái này đúng không? Ai biết được? Ai biết ai được cái kiểu bao giờ? Đây 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 là việc mình sắp chuyển nghề này. Và như một nghệ thuật nhắm mắt tí mà. Ui xịt. Ai à? Sẽ làm gì tiếp theo? Xin giới thiệu với các bạn, đây là lọc kem nền collagen. À, cái gì thế? Moleso. Cái này là Sandrigination. Tao thấy người ta phải xoa xoa vào tay hay là thế nào sao chứ? Đây theo chuyên nghiệp nhá. Đấy, nhìn nhìn mà hỏi. Không phải cái gì đòi làm ở đâu. Hôm trước em thấy cái chị Linh làm quả này rồi. Quả này là gạch. Chị trở mặt, ui. Đáng nhờ đấy. Bạn mới kiến quá. Ui, xịt ướt đấy. Mất hết thì tí nữa trang điểm kiểu gì? Đây, đây là đặt cho săn. Từ các con rời sẽ tự tìm cách trang điểm nhá. Tại vì chưa ai... Ui, nó bùi. Máy máy của đàn đâu? Bật cương thi lên để nhìn còn xem như nào, màu như nào để phối. Đúng rồi. Lấy điện thoại ra xem con cương thi nó như thế nào. Nào, còn Mao Đệ sẽ làm gì? Kem nền, ui, chỉ tí thôi. Cái này làm một lớp thôi chứ. Ôi. Mao Đệ sẽ hóa trang cho Tiến Vượng thành cái gì đấy? Ui dồi, quyệt đấy. Mình lấy. Cái khuôn mặt này nó đen quá. Định làm thành cái gì ạ? Hả? Làm nữ hoa hậu châu Âu. Sophie. Quyệt chưa đấy? Ừ. Trần trần, cắt trắng. Thấy các bà chưa ẩn à? Nhé. Ta xem các bà nói rồi. Làm trang điểm đám cưới rồi. Xuống. Đây các con rời đang học hóa trang, học thêm một nghề nữa là nghề trang điểm nhé mọi người nha, make up ấy. Kem nền nào gọi là kem nền đây? Tao nhìn tao hình chúng ta cương thi rồi. Còn đây chú Vượng đang được là make up cơ bao lên đây. Cái trò gì á? Ui. Sau clip này mà trắng Mao ra chắc chắn người khỏi nhà với cái tội vợ không khỏi nhà đấy. Bộ đồ này mà vợ mình mua mất bao nhiêu nhỉ? Phải đến 50 triệu quá đâu. Tổng chỗ này phải đến 50 triệu nha mọi người nhá. Và đi học hóa trang hết mấy chục triệu nữa ấy. Nhưng mà về chỉ
chỉ dùng phục vụ cho các cô dì chú bác đi đám cưới ở quanh quanh nhà, gọi là free ấy, làm vì đam mê đấy mọi người. Cái gì? Chết chui rồi. Báo đề đang thể hiện là tại hóa trang người sống thành người chết. Con có khi để nguyên ui. Thôi trắng ơi lại buồn rồi. Đúng rồi. Tại hóa trang người sống thành người chết nha mọi người nhé. Cứ tin tưởng đi. Ui. Ui. Thế đây đi bông ơi chỉ là to rồi. Ui. Mày quệt thế tí nữa. Tay. Mày quệt thế tí nữa là không bôi được cái gì lên đâu, tại vì nó nhớt. Đúng. Cái bong bong đấy. Thế nó quệt, nó cần quệt cả môi em. Đấy. Thế chàng khá là có tay nghề nhá mọi người nhá. Đấy. Thế chàng quệt cả tay. Đạt chó san đã bật lên khoảng tầm 2 tông da mặt rồi. Đi chả 7 tông rồi đấy. Rồi bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo nhá. Bây giờ nhá phải đánh quả gọi là chi là cái gì? Không để gương bàn. Đây mới là một siêu phẩm. Cái gương rồi. À đây là gương rồi, phải bóc cái này. Ui ôi. Vậy. À đây, beauty room girl. Nào đây. Các bạn là gương. Mắt rốt lắm. Mày lấy bút kẻ mắt. Ấy kẻ lông mày. Tao thấy có kẻ lông mày mà kẻ. Có. Kẻ mày sao? Từ. Mày kẻ. Anh không hiểu về con gái đâu. What? từ. Phải làm dần dần, nó tỉ mỉ nó mới đẹp được. Các bạn nhỏ đừng có học theo Mao đệ đệ mà lôi đồ của mẹ ra để trang điểm nhá. Chết rồi. Đọng vào đồ của sư tử Hà Đông là dễ bị ăn cắn lắm á. Tiến Vượng có thể nhìn thẳng vào màn hình chẳng. Một dưới đầu một cái cao cười. Giống chứ. Mao đệ á. Ơi, mày có một biệt tài. Mày biết gì không Dũng? Trang điểm cho người chết. Ấy, đấy là một cái nghề đấy. Không, em thấy chị thế này em muốn chết rồi. Tại vì nó trang điểm cho người sống giống như kiểu chết trôi. Đặt cho săn thì vẫn thế. Vẽ nghệ thuật. Đẹp. Như khi đặt cho săn làm thì đẹp sao? Tớ chả biết được, kệ. Thế cái này là do bình luận của khán giả tất, thế nên là anh em cứ làm thoải mái theo tay. Khán giả yêu thích ai sẽ bình chọn cho người đó nhá. Chị Sơn cái bọn làm cái màu đen đi trời. Quá. Xem nào. Chẳng thế. Hay chưa? Mắt này. Để xem tình trạng trang điểm cho đạt cho săn. Có người yêu đang xem này. Ui, yêu quả này đen đen ghê nhỉ. Anh xác định hôm nay thôi cần hiểu. Ui, tâm mắt. Ờ đúng rồi, một mắt thâm. Một mắt thâm với một mắt đen đấy à. Yên tâm. Thiết kế. Hồi xưa nếu mà hồi xưa tính ra hồi xưa bố mẹ không ngăn cản việc học hành là đi theo nghề mỹ thuật đấy. À mỹ thuật à? Mỹ thuật à? Như là biển nấm ấy. Tô son đậm. Nga là cho gì ạ? Nó sẽ làm cái siêu phẩm. Hôm nay các con giờ sẽ thỏa sức gọi là thể hiện ý tưởng và trang trí nghệ thuật trên gương mặt của à? Ui, mày bôi nhiều thế tí nữa là dính vào mắt đấy. Sợ là tí mẹ mình nhắn mí. Ôi, đây mí dài rồi. Mình nhắn phát, đứt bố mí. Làm sao xấu nhất nhưng mà không phải kiểu xấu theo kiểu nguệch ngoạc nha. Xấu nhưng mà phải có tính nghệ thuật. Đúng rồi. À, thế là mắt đen để dùng kim tuyến bôi cho bên đây nè.
đặt cho săn đã được đặt cho săn được một mắt kia. Ui, chơi màu thâm à, màu nâu. Còn máu đệ hình như nó lại chuyển từ cái ý tưởng cương thi sang trang điểm theo kiểu thổ dân da đỏ về sao ấy. Trang điểm người chết kiểu lại. Các bạn đẹp kiểu cánh diều. Tô son. Chút được. Chả biết nó vẽ cái hình gì. Con đặt chó săn thì đang trở thành một con gì hả? Ngoá ổ. Này, trang điểm thế này mà tối mà ra đường kéo khả năng là người ta chạy mất giáp dép luôn. Tí nữa sẽ có phần thứ hai nữa là phần tự thiết kế thời trang từ những cái rẻ này rồi quần áo bỏ nhá mọi người nhá. Từ từ, các bạn lại đây. Ngọc mồm vào răng chỉ nhờ. Không, ngọc nữa rồi. Ngọc hơi chua ấy. Người ta muốn sao đến đây, ai có gì đến dọc? Tím vào. Không biết bôi sọt à? Biết. Ngọc mồm là anh mồm chề đấy. Bôi được răng. Ấy. Ủi, mày lại dùng son màu cam à? Ấy, im im mà không nó bôi quệt lên mũi. Mau đệ ngày xưa tính đi học là mỹ thuật theo trường điện ảnh bên Hồ Liễu. Thủ công hơi đẹp đấy. Thủ công cái gì? Đấy là môn công nghệ. Mình ngậm môi được có hé ra khó nó khó thu. Mọi người nghĩ là nó vẽ được đẹp mày lập sáu trời ấy, dương thật đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tạm dừng một chút sau đến cái kết quả và sẽ đến cặp tiếp theo thì mình sẽ quay tiếp nhá. Không thì thời lượng video nó sẽ khá dài. Ui, thành cá chê mẹ rồi. Tiến luôn thành cá chê. Tạt chó săn đang có môi trái tim. Ok. Mọi người đã thấy đạt chó săn giống cái nhân vật gì chưa? Mình chả biết. Giống như kiểu 101 chú chó đúng. Còn Mao đệ đang trang điểm cho đây là chó. Joker cái gì? Joker Big Tech gì? Joker. Joker Big Tech à? Đây cái gì nữa này? Anh không biết đây là con gọi là gì? Abin. Tiếp. Kéo là trang điểm cả cái mặt thành cái con hoàng hậu dục gì nhỉ, con quy nó gọi là gì nhỉ, con hoàng hậu ấy, con ca là con gì cho pet. Sao buồn nhé, cười gái. tí nữa xong xuôi mày sẽ nghĩ ra một bộ mặt thật là mất dạy cho thằng này đi. Làm cho mấy cái sẹo trang điểm thành chí phèo. Không biết thế trạng nó đang thể hiện một tác phẩm gọi là người. Tiến Vượng đã xong nhá. Và Đạt Chó Săn đã xong. Bây giờ sẽ đến Tiến Vượng trang điểm cho. Còn thế trạng sẽ không tin tưởng vào tay nghề của Đạt Chó Săn và tự trang điểm. Khô vào. Đó. Quên là được. Ôi không phải nhá. Sao em cứ thấy ngứa mặt rồi thế nào nhỉ? Tí nữa mọi người sẽ được xem mặt của Đạt Chó Săn và Tiến Vượng. Về bề ngoài quan trọng như thế à? Về bề ngoài quan trọng như thế sao? Dù ngày mai bao giông. Vậy là bốn phải.
điểm rồi nhá, má Trang này nhá, tự đây, đây sẽ là Mao Đệ Đệ. Đấy, thấy chưa? À, tím nữa, má số 02. Tí nữa xong mình sẽ giới thiệu kỹ càng hơn. Đây và đàn chó săn. Thế ạ. Và bây giờ sẽ đến phần thứ hai nhé mọi người nhá. Nào, xếp hàng ra đây, ngồi đây. Chọn dụng cụ dành cho mình. Đấy. Cái kéo cổ trong thiết truyền đấy rồi. Đấy, rồi. Và đây, đây là phần là phần thứ hai của các thí sinh nhá. Lựa chọn trang phục để thiết kế thời trang làm sao cho nó xấu. Càng xấu càng không cắt kiểu gì, nhưng mà phải có tính nghệ thuật ở trong đó. Hiểu không? Xấu là phải có nghệ thuật. Xấu quần áo nó phải nghệ thuật. Đó, đúng cho đúng mà còn phần hai thiết kế thời trang từ rẻ và quần áo cũng bỏ đi nhá mọi người nhá. Rồi, bắt đầu từ lượt chọn trang phục đi. Đấy. Em có vẻ thế trạng này rất là thích những quần áo gọi là mang tính nước tính một tí đúng không? Đó. Nó sẽ chọn cái gì rồi? Quần của ông Phân Công. Cái này thì khả năng có thể không phải mặc. Không phải thiết kế khác nữa. Phải không? Đấy. Đó, tự thiết kế. Nào, bắt đầu. Rồi. Cứ làm đấy, là tự thiết kế làm sao. Tao biết ý định của mày. Thế trạng nó định làm bảo bikini. À, và sau đây là sẽ là phần trình diễn thời trang phong cách siêu kinh dị nhé mọi người nhá. À, mã số 01, mã đây đây. Trắng ngược luôn. Ai ốt thì mà. Đây. À đi nhờ. Không thể nhìn được cười nữa. À, mau để nói gì thuyết trình về bộ trang phục và gương mặt của mình đi. Em bộ trang phục của em là làm theo kiểu nam hoàng ấy. Nam hoàng đấu y ấy. Đây, cho mọi người xem gương mặt của Mau Đệ Đệ nhá. Ngửa mặt lên. Chẳng biết nói gì nữa, tại vì mày tự nói về cái mặt mày. Quý vị có thấy mình xinh đẹp không ạ, quý vị? Một mi trên là một mi dưới. Không nên gọi là lãng phí những cái quần như này. Những cái quần như này chúng ta có thể sáng tạo ra những cái chiếc gọi là bikini tắm biển rất là đỉnh luôn. Đây là phần thi ai xấu nhất nha mọi người nhá. Chứ không phải là phần thi lựa chọn là ai là người đẹp nhất. Và người xấu nhất nhá. Và thí sinh tiếp theo. Vì gì có thấy mình xấu, vì gì. Với một cái phong cách khá là mát mẻ. Nhưng mà cái thế này nó thành đẹp mất rồi, không phải là xấu nữa rồi. Xấu này mà. Đây là đệ tử của em. Với cái khuôn mặt này thì mọi người có thấy giống em chó đốm này không? Đây, gương mặt của có nói gì về bộ thiết kế trang phục này với các bạn thì nói đi. Không biết nói gì à? Cái gọi là xấu quá, không cả nổi, không cả nổi, không biết nói gì. Và rồi đứng ra sang phía bên phải và thí sinh tiếp theo mã số 03. Các bạn ạ, mùa dịch này nên làm bộ này ra đường ngồi cho nó mát. Cho nó mát. Đây là khuôn mặt của đây, đứng dịch vào đây. Khuôn mặt của đạt chó săn nha mọi người nhá. Phần thi ai xấu nhất.
mọi người hãy bình chọn cho Đạt Kéo Săn mã số 03 ở phía dưới bình luận nhá. Mình vẫn chưa thấy nó xấu lắm, giờ khuôn mặt này kiểu như giống là chó đốm ấy. Kiểu vừa bị thâm bên này lại bên kia. Rồi sang phía bên trái. Và thí sinh tiếp theo, thường thì cái thí sinh này là cái thí sinh đặc biệt nhất trong tất cả các thí sinh kiểu mấy cái đợt cuộc thi vừa rồi á, luôn luôn là người đặc biệt nhất. Không biết hôm nay anh ý sẽ có gì đặc biệt gửi tới quý vị và các bạn nha. Mã số 04. Lần này cho xem từ khuôn mặt đổ xuống nhá. Rồi khuôn mặt với mình cũng không thể tả nổi, âm dương chả phải âm dương mà chết trôi chả phải chết trôi như này. Quần áo thì nói thật ra bộ này xấu đấy, nhưng mà phong cách cũng khá ai hốt thì mà. Bây giờ nhá, sẽ có một cuộc thi như thế này, tặng giá để chụp ảnh. Mình sẽ chụp ảnh bằng điện thoại của mình và sẽ để trên màn hình cho mọi người xem nhá. Tạo dáng chụp ảnh, ai có dáng chụp ảnh xấu nhất đấy và kiểu dị nhất ấy, đấy, quái dị ấy, sẽ vote được điểm cao, sẽ được bình chọn điểm cao nhé. Nào bây giờ sẽ từ mã số 04, người mà luôn luôn có một cái gì đó đặc biệt, có muốn nói gì với quý vị và các bạn không? Bố anh bắt được em. Bố anh bắt được em. Chạy chừng 10 triệu này các bạn biết ai nhận được rồi đấy. Nào bây giờ sẽ đến phần đi chụp ảnh. Nhớ 04 xấu nhất, 04 xấu nhất. Dịch ra đây, dịch ra đây nhá. Từ từ. Sẽ là sẽ có hai dáng chụp ảnh làm sao dị nhất và xấu nhất có thể. Nào bắt đầu. Đạo đây để chụp ảnh. Kiểu chó đái vừa rào. Kiểu đấy là kiểu chó đái vừa rào đấy. Nào tiếp theo kiểu gì nữa. Tiên ông giữa cổ. Rồi mã số 03. Nào phần thi chụp ảnh. Rồi tiếp hai cái như nhau, hai dáng như nhau, làm cái dáng khác nào. Ai hốt thì mà. Ok. hai con như nhau. Rồi tiếp theo tiến bước. 1, 2, 3 nào. Rồi dáng tiếp theo. Đấy nhìn đây. Rồi bây giờ đến ba bên đây. Ba số 01. Nào tạo dáng. Dáng đầu tiên. 1, 2, 3 rồi. Dáng thứ hai. 1, 2, 3. Rồi ok. Ảnh sẽ được post lên màn hình và mọi người sẽ bình chọn ở phía dưới nhá. Đây là mình nói lại một chút về thể lệ cuộc thi này. Cuộc thi này là cuộc thi ai là người xấu nhất. Đấy. Nguyễn Văn Trung không ngủ. Tiến Vượng không ai. Nick Facebook Tiến Vượng nhá. Nick Facebook Nguyễn Văn Trung nhá. Nguyễn Đạt nhá, 03. Không đấy, 04 xấu nhất. Đó, ai là người xấu nhất sẽ giành giải thưởng 10 triệu đồng. Và người giành giải thưởng đó ấy, sẽ là do quý vị và các bạn đang xem đây sẽ bình chọn ở phía bên dưới. Và mình sẽ lọc ra những cái bình chọn lọc ra ai là người được bình chọn nhiều nhất là người xấu nhất ấy. Đó, sẽ giành được giải thưởng nhá. Và clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại anh em mình like, mình xem, mình comment, mình đăng ký kênh YouTube bên cạnh nhá. Anh em có thích làm một cái gì đó đặc biệt không? Từ từ. Bài gì? Bài một công việc đi. Kìa con bơm vào, kìa con bơm vào. Bài đấy đấy, bài đấy anh. Kìa con bơm vào, kìa con bơm vào, từ từ. Lại, màu đệ hay thích remix. Thích một khoản. Khoản đấy, chắc thành người gọi là tiên đấy rồi. Và sau đây thì
tất cả các thí sinh trong ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn một bản remix. Đấy. 3, 2, 1.